Hồi ký Chiến Trường Ca Tôi là người lính biên giới Tây Nam Tác giả Nguyễn Khắc Tòa Giọng đọc Hồi ức lính Mời toàn thể các bạn cùng đón nghe Phần 10 Cuối tháng 3 năm 1980, sư đoàn bắt đầu tổ chức hành quân về tỉnh Cô Công. Tất cả sư đoàn đều hành quân bằng xe cơ giới, theo đường chim bay. Đội hình sư đoàn phải di chuyển gần 100 km mới đến thị xã Cô Công. Nhưng xe đi đường vòng mất 120 km. Đúng 8 giờ sáng, đội hình sư đoàn hành quân. Gần 3 giờ chiều, chúng tôi mới tới nơi tập kết. Nơi sư đoàn bộ đóng quân là khu vực thị trấn Tà Beng Rung, cách thị xã tỉnh Cô Công hơn 20 km. Ở vị trí này thuận lợi cho cả đường thủy và đường bộ lên biên giới Thái Lan. Nhiệm vụ của sư đoàn tôi bảo vệ một tuyến dài trên 70 km từ xã Sere thuộc huyện Sere Anpan, tỉnh Cô Công đến toàn biên giới tỉnh Cô Công. Các đơn vị trực thuộc của sư đoàn đóng quân dọc theo lộ 48 đơn vị chúng tôi đóng quân cách sư đoàn bộ trên dưới một nghìn mét. Tỉnh Cô Công có 4 phần 5 diện tích rừng bao phủ. Đi đâu cũng thấy rừng, toàn rừng là rừng. Dân cư ở đây sống rải rác, tụ tập từ 10 đến 15 hộ gia đình, sống thành từng chòm Khi chúng tôi đến đây, chỉ có những người dân quần áo rách dưới, gầy gò, nước da đen đúa. Thoạt đầu họ nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt mấy đứa nhỏ cứ ôm chặt lấy chân mẹ của chúng mặt lấm lét nhìn chúng tôi đa số là đàn bà và người già có lẽ những người đàn ông khỏe mạnh hoặc theo pol pot hoặc bị pol pot bắt theo vô rừng anh phiên dịch đại đội đến chào hỏi họ cho biết họ đang bị thiếu lương thực trầm trọng chủ yếu mọi người vào trong rừng đào củ chụp để ăn qua ngày hèn gì mà thấy ai cũng gầy gò ốm yếu, dơ nguyên bộ xương. Chúng tôi lấy khẩu phần ăn gồm gạo, tương hạt, muối, nước mắm và cá khô của đơn vị để đưa cho họ. Những tiếng okun còn tóp Việt Nam, tức là cảm ơn bộ đội Việt Nam, vang lên, giờ thì ánh mắt của họ thân thiện, không còn tỏ ra sợ hãi như lúc mới gặp. Đại đội tôi được tiểu đoàn bố trí hướng tây bắc thị trấn. Khí hậu ở đây rất khắc nhiệt, trong thời gian đầu chúng tôi chưa quen Khoảng 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều Tài chúng tôi nghe có tiếng ù, ong ong rất khó chịu Mấy anh y bác sĩ của sư đoàn phổ biến xuống dưới Mọi người không được ngủ trưa quá 30 phút Hạn chế sốt rét Vì mỗi ở đây thì nhiều vô kể Cả ban ngày lẫn ban đêm Nói tóm lại Nơi đây là trốn rừng thiêng, nước độc Những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường hay ghé nhà một số hộ dân để chơi ở đây có cả người thái lan sinh sống có lẽ họ là những người dân không quan tâm đến đường biên giới thấy nơi nào thuận lợi là họ ở họ nói tiếng campuchia khá sõi đây cũng là điểm khó cho ta quản lý bọn thám báo pol pot giả dạng người dân lương thiện rồi qua lại khu vực nơi đây để nắm tình hình hoạt động của bộ đội ta Sư đoàn tranh thủ đang trong lúc giao mùa Tất cả các đơn vị mở các cuộc truy quét Nhằm làm trong sạch địa bàn Song song với việc truy quét Sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn trinh sát Tung lực lượng ra nắm địa bàn Nhất là khu vực dọc theo đất Thái Lan Một buổi sáng giữa tháng 4 năm 1980 Tôi dẫn theo năm chiến sĩ trong trung đội tôi Luồn sâu vào trong đất Thái Vị trí chúng tôi đến các đơn vị đóng quân trên 20 km về hướng Tây Bắc. Thức ăn, nước uống đem đi trong hai ngày. Vũ khí chúng tôi mang theo được trang bị gọn nhẹ. Một khẩu M79, còn lại là AK bắn gấp. Kèm theo mỗi người năm trái liều đạn cầu Hơn 7 giờ sáng, chúng tôi cắt rừng đi. Hệ thống kênh rạch ở đây chẳng chịt. Chúng tôi phải lội qua khu vực xú vẹt, có nơi bùn ngập đến háng. Thằng nào cũng sợ sành mắt Nếu mà đi lạc vào đầm lầy Tụt xuống bùn thì trời cứu Ý ạch mãi đến 2 giờ chiều Chúng tôi cũng tới được khu vực vùng biên Cả nhóm đang lợi dụng gốc cây rậm Để nghỉ ăn trưa Bỗng nghe tiếng máy bay vè vè trên đầu Và một giọng tiếng Việt nhão nhoẹt phát ra Đại ý nó muốn nói Bộ đội Việt Nam hãy quay về với cha mẹ Quê hương đừng dại dột bỏ xác vô ích tại nơi đây tiếp là giọng hát của một nữ ca sĩ lưu vong nào đó hát bài rừng lá thấp đầu tiên chúng tôi giật thót người không lẽ nó phát hiện ra mình chăng nhưng không phải nó bay dọc theo tuyến biên giới và nói hú họa ăn cơm xong nghỉ ngơi gần cả tiếng để lấy lại sức sau đó chúng tôi căn cứ tọa độ trên bản đồ mà chui lủi trong các bụi rậm dọc theo đường biên Campuchia, Thái Lan. Trời trong rừng tối khá nhanh, mới hơn 4 giờ, chúng tôi phải kiếm chỗ ăn tối và nghỉ qua đêm. Cơm chiều là bịch gạo sấy, bỏ ít nước vào thế là xong bữa. Ăn xong, mỗi thằng chọn cho mình một vị trí thích hợp để mắc tăng võng. Khi ngủ, chúng tôi quay đầu hết về hướng mà chiều nay chúng tôi nắm địa bàn để đề phòng có gì bất chắc trong đêm. Nếu có, chạy không bị lạc hướng. Tất nhiên trong đêm, chúng tôi phải phân công gác. Trời tối ở đây, phải nói đến mũi. Tiếng bay của chúng không như là tiếng sáo thổi, nhưng hỗn hợp âm thanh của bầy mũi nghe cũng nhức tai. Chúng tôi bỏ các tấm tăng che xương, quấn luôn vào người để tránh nó đốt, nhưng lại bị ngạt thở đôi lúc phải để hở miệng mũi mà điều hòa không khí. Ngay lập tức, mũi tràn vào bất kỳ chỗ nào hở, thì nhau hút chích. Nhưng hình như nó đi kiếm ăn có giờ, nhiều nhất là lúc chậm trọn tối và sáng sớm mai. Khu vực chúng tôi nghỉ đêm là khu đất thấp. Thôi thì ban đêm, bản hòa âm của ếch nhái, bù tọc, các loại côn trùng, dâm gian, gợi một cảnh điều hưu quạnh quẽ. Trên cây bầy tắc kè thay nhau gọi Đường về Bắc kỳ Bắc kỳ Nhất là những tiếng kẹt kẹt Thưa dần Của mỗi con Sau một lúc kêu than mệt mỏi Nghe sao sầu não Đến dã rời Tôi bỗng nhớ đến bài hát Của bọn tâm lý chiến Trên máy bay chiều nay Rừng lá xanh xanh Cây phủ đường đi Đời lính quen yêu Gian khổ quân hành sao không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua nhầm lại bài hát nghe mà ai oán mà thê lương mà ê chề đến thế chiến tranh biết làm sao được mình cũng như bao nhiêu đồng đội khác chịu cực khổ hy sinh để gia đình bà con lối xóm để mọi người được bình yên đó là một điều chấp nhận Ban đêm không ai được nói chuyện Nhưng chắc cũng chưa có ai ngủ được Giữa rừng sâu hoang vắng Lạnh giá như thế này Họ là có trái tim bằng sắt đá Mới không nhớ về quê hương Gia đình, đất nước Ừ sao mà đất nước mình Lại khổ thế Bốn nghìn năm chưa ngơi nghỉ Ngăn giặc phương Bắc Đánh giặc phương Nam Sao con người với con người Không sống để yêu thương Sao lại phải gây hận thù chiến tranh. May mà tạo hóa cho mỗi con người chỉ 60-70 năm sống. Nếu mà tạo hóa cho sống nhiều quá, chắc trái đất này sẽ bị loạn. Mà không ai như tập đoàn Pol Pot, gian ác như Hitler, Đức Quốc xã, cũng đặt dân tộc Đức là số một. Đằng này, chính tay mình thảm sát dân tộc mình. Đúng là những thằng biến thái hạng nặng, không còn nhân tính Tôi cũng chìm vào sâu giấc ngủ với những suy nghĩ miên man. Sáng mai, vào lúc 7 giờ, cả nhóm thức dậy, súc miệng, rồi lấy lương khô ra ăn. Ăn xong nghỉ ngơi chừng 15 phút, kiểm tra lại quân tư trang, súng đạn rồi tiếp tục điều nghiên. Đến khoảng 9 giờ, chúng tôi dừng lại, không phát hiện được gì, cả nhóm lại quay về. Trên đường về bất ngờ thằng Chín kêu lên Rùa, rùa kia chúng mày ơi Một con rùa nặng cỡ 2kg Đang bỏ qua lối chúng tôi đi Mấy thằng lính bắt đem về Tôi không cho Chúng mày không nghe các cụ ngày xưa nói à Gặp rắn thì đi Gặp quy thì về Đừng có bắt nó Xui lắm Tôi nói Nhìn con rùa đang bỏ đi Tôi lại liên tưởng nhớ tới bài hát tháng ba tây nguyên của một nhạc sĩ nào đó với giọng hát thật trong trẻo thật truyền cảm như chim họa mi của núi rừng tây nguyên hùng vĩ giai điệu bài hát thật mượt mà ca từ nghe thật quyến rũ tháng ba mùa con ong đi lấy mật mùa con voi xuống sông hút nước mùa em đi phát rẫy làm nương anh vào rừng đặt bẫy cải trông Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng Theo bước chân rùa Đi tìm nấm mối Không biết ở đây có nấm mối hay không À mà bây giờ Đang là tháng tư Thôi mặc kệ nó Nó đi đâu là quyền của nó Tạo hóa đã cho nó cái quyền sống Thì nó được quyền di chuyển Tùy thích Đi thêm khoảng 5-6 km nữa Chúng tôi lại thấy một con rắn toàn thân đỏ rực, đang nằm khoanh tròn trên bụi dứa dại. Ước chừng con rắn này ít nhất phải 7 đến 8 kg. Tôi chưa từng thấy một con rắn nào to và đỏ như vậy. Thấy chúng tôi đến gần mà con rắn cũng không có phản ứng gì. Cứ nằm khoanh tròn trên bụi dứa, phải ở gần doanh trại thì mày bị một loạt AK với tụi tao. Rồi đơn vị có nồi cháo rắn đặc biệt. Nhưng ở đây tha cho mày. Chúng tôi đi vòng xa để tránh nó. Biết đâu đi gần, nó nghe hơi người, quăng mình một phát thì đời anh lên mây. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi còn cách đơn vị chừng 3 km, bỗng thằng Hải suýt một tiếng rồi nói nhỏ: "Miên, Miên." Miên là từ Miệt thị, những ai có tâm địa độc ác ở Campuchia. Theo hướng chỉ của nó, cách chúng tôi chừng 40 mét, thấp thoáng có bóng áo đen. Chúng tôi dàn đội hình chuẩn bị chiến đấu. Vì khu vực này không cần giữ bí mật. Bên tôi chưa kịp bắn thì bọn chúng đã nổ súng trước. Hai bên bắn nhau chừng một phút. Thấy tiếng súng bọn chúng lui dần. Chúng tôi không đuổi theo vì toàn rừng núi. Biết đâu nó lừa cho mình đuổi rồi quay lại tập hậu thì nguy to. Một lúc sau im tiếng súng nhóm tiếp tục quay về về cách đơn vị chưa đầy nửa km thằng chín đi trước vừa đi vừa huýt sáo bài lan và điệp nó đang xuống về câu vọng cổ điệp ơi mai anh lên trốn thành đô nhà xe rực rỡ xin đừng quên bến đỏ ngang con sông nhỏ trốn quê xưa em vò võ bỗng một tiếng nổ phát lên theo phản xạ Nó té lăn ra bên đường Một trái mìn lá Nó đạp phải Nhảy ngang ngay mắt cá chân Cũng may đội hình đi cách nhau 5 đến 7 mét Nên không ai bị thương Người nó nhỏ Sao mà tiếng kêu to thế Chết tao rồi Chết tao rồi chúng mày ơi Chúng tôi từng thằng Thận trọng bò lên Theo những bước chân thằng Chín vừa đi Vừa bò vừa quan sát Xem còn trái mìn nào không Đến nơi thằng Chín bị dính mìn Chúng tôi lấy bông băng gạc caro chân của nó lại Để tránh mất nhiều máu Xung quanh mắt cá chân nó dập nát Thịt tưa ra Lòi những đoạn xương trắng nhợn Nó là dân Thái Bình Nhập ngũ sau tôi mấy tháng Được bổ sung vào đơn vị Hồi cuối tháng 1 năm 1979 Băng bó xong Cho nó lên võng Thay nhau cáng về Đoạn đường về đơn vị không xa mà chúng tôi thoát tim. Đây là con đường mòn. Các đơn vị thường xuyên đi qua. Chắc chắn trái mìn này là do mấy thằng Pol hồi nãy gài. Không biết chúng còn gài ở đâu nữa. Bọn chúng quá liều mạng. Khu vực đóng quân của sư đoàn bộ mà chúng dám mò vào. Rất may, chúng tôi về đơn vị an toàn. Thằng Chín được đưa lên bệnh xá sư đoàn. Sau đó chuyển về quân khu. Nghe nói nó phải cưa mất một chân Sống được là may mắn lắm rồi Chúng tôi về đơn vị Kể lại câu chuyện Trên đường đi gặp rùa và rắn Nghe xong câu chuyện Mỗi thầy phán một lẽ Thằng Chín gặp rùa đầu tiên Nên bị xui Cả nhóm gặp rắn nên hên Chỉ mình thằng Chín bị thương Mà bị cụt chân thôi Cưa từ mắt cá lên 20cm Lắp đoạn chân giả vào Vẫn diện chán được về nước là quá sướng. Chẳng biết hư thực ra sao, chỉ biết rằng tôi và đồng đội rất may mắn, không ai phải cắt cơm. Mùa mưa thứ hai trên đất chùa tháp Cuối tháng 4 năm 1980, bắt đầu có những trận mưa xối xả. Đội hình toàn sư đoàn gần như đều nằm dọc theo biển Vịnh Thái Lan, nên chịu những trận mưa lớn kèm theo rông lốc là chuyện sinh hoạt thường ngày. Mùa mưa nơi đây, nước từ thượng nguồn đổ về biển, nên các dòng suối mùa khô chảy hiền hòa là thế. Mà mùa mưa, nước thật hung dữ, cuốn phăng mọi thứ nếu như cản trở đường đi của chúng. Các cụ ngày xưa nói quả không sai, nhất thủy, nhì hỏa. Mùa mưa khi chúng tôi còn ở khu vực tỉnh Sihanoukville, đã thấy cực khổ thì so với ở đây chẳng thấm tháp gì không hiểu sao mùa khô lính ít bị sốt rét mà mới đầu mùa mưa từ cán bộ chiến sĩ không ai tránh khỏi sốt rét trong sư đoàn đã có nhiều ca chết do sốt rét ác tính bọn pol pot cũng lợi dụng triệt để lợi thế của mùa mưa chúng gần như đêm nào cũng quấy phá ta chúng chia thành từng nhóm nhỏ từ ba đến năm tên đêm đêm tập kích vào các đơn vị rừng núi mênh mông ta đâu làm gì được nó ban ngày ta tổ chức đi càn gần như lần nào cũng bị vấp mìn của chúng gây thương vong lớn cho ta phía giáp biên giới thái lan chúng lợi dụng địa hình địa vật trong mùa mưa tập trung lực lượng đánh bật ta ra khỏi các chốt trong sư đoàn có trung đoàn 6, 26 lần bị địch tập kích tấn công. Mùa mưa cũng là mùa lính ta thiếu thốn lương thực. Lương thực được vận chuyển từ nước lên đây rất khó khăn. Với một tuyến đường dài toàn là rừng núi, quân ta không thể kiểm soát hết nổi và xe của ta luôn bị chúng phục kích. Trước tình hình trên, lính chúng tôi không khỏi hoang mang, dao động. Quân số cán bộ chiến sĩ của ta ngày một giảm Chủ yếu là do sốt rét Đạp phải mìn khi đi truy quét Được chuyển về tuyến sau điều trị Trung đội tôi còn lại 12 tay súng Có tiểu đội còn có 3 người Một tiểu đội trưởng Một tiểu đội phó Và một chiến sĩ Có tiểu đội chỉ còn có 2 người Đêm trong rừng Ca gác trong mùa mưa gió Cảm giác trống trải, lạnh người ở trung đội tôi có anh Mầm Là người vĩnh phú Anh có dáng người cao Nước da đen Ở bên này mưa gió phong sương Lại càng đen hơn Nếu anh vận đổ đen Đi đâu lớ sớ Bị lính ta bắn lầm là cái chắc Trước khi nhập ngũ Anh công tác trong đoàn văn công của tỉnh Anh nhập ngũ năm 1977 Chiều về anh mà hát bài Chiều mưa biên giới Hay rừng lá thấp Xuân này con không về dã từ vũ khí căn nhà ngoại ô nghe xong đứa nào cũng mang một tâm sự nặng trĩu sau này tiểu đoàn biết được cấm anh hát các bản nhạc buồn chúng tôi lúc nào cũng nghiền và năn nỉ anh hát nhỏ cho nghe mùa mưa ở rừng già campuchia nhất là rừng lỗ ô che nứa mỗi khi truy quét đi qua khu rừng này đáng sợ con vật nhỏ tí kinh tởm đó là con vắt khi ngửi thấy hơi người chúng từng đàn từng đàn búng trên các lá cây nghe rào rào mọi người kéo ống quần qua mắt cá chân dùng dây buộc lại không cho vắt chui vào trong ống quần để leo lên mặc cho chúng ở phía dưới cắn mắt cá chân ta tùy thích trong thời gian này sư đoàn phải giảm khẩu phần ăn của cán bộ chiến sĩ vì xe vận chuyển lương thực của ta đều bị địch phục kích Không thể để cho cán bộ Chiến sĩ sư đoàn bị đói Chỉ huy sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn trinh sát Cùng các đơn vị đóng xung quanh khu vực lộ 48, lộ 4 Phải bảo vệ xe của đơn vị vận tải Về thành phố Nông Penh Chở lương thực, nhu yếu phẩm Một ngày tháng 6 Theo sự hợp tác phân công 8 giờ sáng các đơn vị hành quân Tiểu đoàn trinh sát được phân công đi trước, dò đường cho xe của đại đội vận tải lăn bánh. Chuyến đi do một anh cán bộ tiểu đoàn chỉ huy. Hình như anh này tên là Phùng. Hơn chục chiếc xe GMC thêm hai xe tăng, một đi trước, một đi sau yểm trợ. Tiểu đoàn trinh sát được chia thành ba tổ, có nhiệm vụ tuần tra đoạn đường được phân công trực. Khoảng cách mỗi tổ trên dưới 100m. Tuần tra từ đường lộ chính đi sâu khoảng 30 đến 40 mét. Khoảng 11 giờ trưa, xe đến cung đường gần như an toàn. Đoàn xe còn phải đi qua khu vực đèo Bích Ninh của tỉnh Campong Sư Pư là nơi nguy hiểm còn lại. Sau đó tiếp tục đi theo lộ 4 để về thành phố Nông Bình. Tất cả dừng lại nghỉ ngơi, cầm nước xong xuôi đoàn xe tải về thành phố Nông Pinh chờ lương thực và nhu yếu phẩm. Anh Phùng cử một trung đội trinh sát đi theo cùng với một số chiến sĩ vận tải, vừa đề phòng bất chắc xảy ra, vừa phụ giúp đưa lương thực, thực phẩm lên xe khi về đến hậu cần quân khu 9. Chúng tôi cùng hai xe thiết giáp ở ngay tại chỗ, chờ đoàn xe quay lại. 9 giờ sáng hôm sau, đoàn xe đã tập kết đầy đủ đội hình được bố trí như lúc đi khi trở về xế trưa tất cả về cứ an toàn chuyến đi thành công tốt đẹp khi về đơn vị các đồng chí ở lại cho biết khoảng hai giờ chiều sau khi tiểu đoàn trinh sát đi xa bọn pol pot tập kích vào sư đoàn bộ đã tiên liệu trước việc bọn pol pot có thể tập kích khi tiểu đoàn trinh sát đi công tác chỉ huy sư đoàn chỉ đạo một đơn vị của trung đoàn 30, bộ binh đóng gần nhất di chuyển về phía sư đoàn nhằm yểm trợ sư đoàn khi không may có sự cố. Trung đoàn 30 được sư đoàn phân công đảm nhiệm khu vực huyện Thamabang nằm trên xã Tà Beng Rung về hướng tây bắc từ 5 đến 6 km. Bọn Pol Pot đưa ra một đại hội tập kích các sư bộ theo nhiều hướng. Sư đoàn phải dùng pháo cao xạ 37 mi Hạ tầm thấp bắn khống chế Khi nghe tiếng súng giao tranh Bộ binh bọc sườn Bao vây đánh thốc lên Bộ binh sư đoàn Cùng với bộ phận trực thuộc Đánh từ trong ra Trận này theo tính toán của chúng Các đơn vị ta đóng quân Ở sư đoàn bộ Khi đưa quân cứu viện Thì sự đã rồi Nhưng không ngờ quân ta đã phòng bị bất ngờ phản kích chúng thiệt hại chín tên bị thương ta bắt sống bốn tên hàng tháng tiểu đoàn trinh sát cùng các đơn vị đều phải bảo vệ tiểu đoàn hậu cần về nước lấy lương thực thực phẩm và chưa có lần nào bị bọn pol pot phục kích nhưng một số xe của trung đoàn lên sư đoàn hay xe của trung đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm lương thực xuống cho các tiểu đoàn vẫn thường xuyên bị bọn pol pot phục kích trên đường. Trong mùa mưa, theo chỉ đạo của trên, tất cả chúng tôi đều tham gia giúp dân tỉa bắp, tỉa lúa, rẫy trồng khoai mì. Giữa mùa mưa, nhân dân đã có lương thực, đời sống ngày càng ổn định. Từ khi sư đoàn tôi rồi vị trí lên cô công, Bộ Tư lệnh Chỉ huy đã tăng cường cho Lữ đoàn 950 Hải quân trung đoàn 6 biên phòng, hai tiểu đoàn trinh sát đặc công, một trung đoàn 25 công binh. Biên chế của lữ 950 gồm 4 tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo cao xạ, các đại đội trực thuộc. Biên chế của trung đoàn 6 biên phòng gồm 3 tiểu đoàn và một số đại đội trực thuộc. Chính hai tiểu đoàn trinh sát đặc công và tiểu đoàn pháo cao xạ đã hỗ trợ tích cực cho trung đoàn 6 dần lấy lại các chốt đã bị mất trước đó. Hết phần 10, mời các bạn đón nghe tiếp phần 11.